Sao Hoàng Nhật Liệu xin chào các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác tiếp một con máy rửa bát Nationa 60S6. Con này có khử khuẩn bằng tia cực tím ạ. Này các bác nhé. Chỉ duy nhất cái model này có khử khuẩn bằng tia cực tím thôi. Đấy, vừa quay xong thì nó chuyển sang giai đoạn phun rồi. Con này em để mã số 5, hình thức thì như trên clip các bác thấy. Máy nguyên bản, không có làm gì cả. Về chỉ vệ sinh sạch sẽ. Con này thì em báo giá luôn, em bán là 3 triệu rưỡi nhé. Tặng kèm các bác một cái chiếc máy massage chân. Đây. Chiếc máy massage. Cái con máy massage này thì hiện tại em đang giao bán là 800.000 vì nó hơi kêu một chút. Tặng cho các bác đi kèm cái máy rửa bát. Máy hoạt động bình thường nhưng mà hơi bị kêu nhá. Tặng kèm cái máy rửa bát này cho các bác. Nếu các bác nào đang có ý định mua máy rửa bát thì sút ngay con này. Đấy, vừa được một con máy VIP lại được tặng máy massage chân. Hình thức thì còn khá là ổn đồ so với đời. Toàn bộ inox hết ạ. Inox hết các bác nhé. Inox này thì nó là bền mãi với thời gian luôn. Phun rất là mạnh. Đây. Nội thất bên trong rất là sạch sẽ, rửa với nước nóng bọc luôn ạ. Răng chỉ bọn này bền vĩnh cửu. Còn rất là mới sáng này các bác nhé. Răng chỉ rất là sáng đẹp này. Đấy. Yeah. Rửa hoàn toàn với nước nóng luôn, ba tay phun. Các bộ phận tay cửa thế là còn rất là mới này, inox hết. Ruột cũng inox. Chung cái đời Nationa này làm toàn bộ bằng inox cho nên là nó khá là bền. Mạch của nó thì đổ keo phủ chống ẩm. Chả bao có vấn đề gì cả. Giá 3 triệu rưỡi chưa có phí vận chuyển, tặng kèm các bác một chiếc máy massage chân. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.